Vâng, như hai MC của chúng ta vừa giới thiệu thì nhân vật của chúng ta ngày hôm nay chính là một chàng trai tuổi còn khá là trẻ, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Ngoại thương nhưng đã sở hữu cho riêng mình một studio với mức thu nhập khá khủng. Và các bạn có tò mò rằng mức thu nhập đó là bao nhiêu? Chàng trai này có phong cách như thế nào, có cá tính như thế nào hay là làm như thế nào để có những bộ sưu tập ảnh rất đẹp của những người nổi tiếng? Hãy cùng chúng tôi tham gia một buổi chụp hình với chàng trai này nhé! Quang hiện đang là một trong những tay máy ảnh chụp ảnh cưới hot nhất tại Hà Nội được nhiều cặp đôi lựa chọn. Không phải dân chuyên, nên tất cả mọi thứ phải tự mày mò, tự học, tự làm và rút kinh nghiệm. Với Quang, để ra được một bức ảnh như ý có khi phải mất đến vài ngày. Cái việc em bắt đầu đến với nhiếp ảnh như thế nào? Vì sao lại đam mê nó và rồi bắt đầu phát triển cái niềm đam mê đấy thành sự nghiệp của mình? Niềm đam mê ấy thì nó cũng bắt đầu từ khi mà em chập chững bước vào cái cổng trường giảng đường đại học. Đấy, tính đến nay thì em cũng được khoảng 4 năm rồi, cũng như các bạn mới cầm máy thôi. Thì ban đầu thì cũng là những cái quá trình mà tự tìm tòi học hỏi để rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân mình và rút ra được cái bí quyết để cho bức ảnh nó làm thế nào nó đẹp hơn. Trước đầu tiên là như thế, và tiếp theo thì em cũng dần dần có một khối lượng những cái khách hàng quen ấy, những cái bạn trẻ mà yêu thích cái bức ảnh của em. Thì cứ như thế thì mọi người truyền tai nhau thì mọi người biết đến em thôi. Mọi người sẽ rất tò mò về cái nickname. Trước đây ấy, thì em có một cái thời gian học theo học cái bộ môn là chuyên tiếng Nga. Đấy, học cấp 3 thì em cũng tự tìm hiểu và biết là cái tên tiếng Nga của mình nó là như thế. Nó cũng không mang cái ý nghĩa gì đặc biệt, nó chỉ chính là cái tên của em hiện tại bây giờ thôi. Trước đây khi chưa bước vào kinh doanh, Quang đam mê đến mức muốn mua máy ảnh tốt và sắm nhiều lens. Nhưng do còn là sinh viên nên dần dần Quang phải tự xoay sở, tự đi chụp ảnh kỷ yếu, ảnh thời trang để trả tiền máy. Có cặp đôi sau khi xem ảnh Quang chụp đã chủ động liên lạc nhờ Quang chụp ảnh cưới. Và Quang cũng không ngờ nhận được nhiều lời khen đến vậy cho những bức ảnh của mình. Vậy là từ đó Quang bén duyên với ảnh cưới và chụp rất nhiều những bức ảnh đẹp cho người mẫu ca sĩ nổi tiếng như Á hậu Hoàng Anh, diễn viên Thanh Thúy, Hong Cơ Vân Si. Chụp những người nổi tiếng thì có khác so với những người bình thường hay không, hay là có tạo một cái áp lực gì cho em không? Chụp với những người nổi tiếng ấy thì nó cũng là một sự tình cờ tiếp theo. Có thể là do em may mắn, hoặc cũng có thể là do mọi người thực sự là thích những cái bức ảnh của em. Cũng vô tình lọt vào cái mắt xanh của anh stylist ở trong Sài Gòn ấy, và anh ấy đã là người chủ động liên hệ với em để chụp với cái nhân vật người nổi tiếng đầu tiên, đó là chị Thanh Thúy, diễn viên Thanh Thúy. Và đây là một buổi chụp hình của Quang với siêu mẫu Kim Dung. Cô đã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để cùng Quang thực hiện bộ ảnh mới nhất của mình. Với bộ ảnh này, Quang chụp trong studio với nhiều góc khác nhau mang phong cách vintage. Từ cái lần gặp đầu tiên thì Quang đã giúp Kim Dung có những cảm hứng. Nhìn từ những bộ ảnh của Quang thì Kim Dung cảm thấy Kim Dung rất là thích thú với nó. Thì khi mà một người chụp ảnh chuyên nghiệp và một người mẫu chuyên nghiệp thì Kim Dung nghĩ rằng sự kết hợp đó sẽ giúp cho Kim Dung và Quang có những bộ ảnh rất là đặc biệt đến quý vị khán giả. Trong phim trường ấy thì nó khác biệt nhất, lớn nhất đối với Ngoài thiên nhiên là về yếu tố ánh sáng. Yếu tố ánh sáng nhân tạo, có nghĩa là do chính cái bản thân mình tạo ra, thì nó đòi hỏi cái trình độ kỹ thuật nó cao hơn. Và với cái không gian làm việc với cả những người nổi tiếng thì cái vấn đề thời gian là cái vấn đề đặt lên hàng đầu.